Xin chào các bạn, mình là Ngọc đây. Như các bạn đang thấy đây thì đây chính là bộ combo Photo City YouTuber Kit M3. Vậy thì hãy cùng mình đi khám phá thử xem chiếc M3 này có gì đặc biệt nhé. Toàn bộ sản phẩm trong bộ combo Photo City YouTuber Kit M3. Đầu tiên kể đến chính là chiếc tay cầm handheld của Yulanji Yurik R069, được làm bằng hợp kim nhôm vô cùng chắc chắn và cầm đầm tay. Ở đây sẽ thiết kế thêm nhiều lỗ chuẩn 1/4 và 2 khâu sure. Các bạn có thể kết nối thêm nhiều phụ kiện, ví dụ như là đèn này hoặc là mic. Và điểm đặc biệt của chiếc tay cầm handheld này thì chính là đinh ốc chuẩn 1/4. Các bạn có thể kết nối với các dòng máy ảnh Macrolet này, hoặc là GoPro, hoặc là những chiếc ngàm kết nối với các dòng smartphone. Tiếp theo chính là chiếc ngàm điện thoại của Yulanji ST02S, được làm bằng hợp kim nhôm vô cùng chắc chắn. Và chiếc ngàm này thì có thể điều chỉnh kích thước phù hợp cho nhiều dòng smartphone. Kế đến chính là chiếc chân tripod của Yulanji MT03, được làm bằng nhựa ABS cao cấp, đi kèm theo chính là một ball head có thể xoay 360 độ và có thể điều chỉnh kích thước chiều cao thông qua một vòng xoay. Và đây chính là chiếc mic của Boza BIBM3031, được làm bằng nhựa ABS rất là cao cấp, đi kèm theo chính là một bông lọc âm và một bông lọc gió, giúp cho âm thanh của các bạn thêm trong trẻo hơn và chuyên nghiệp hơn. Ở đây thì sẽ có một jack 3.5, sẽ thích hợp cho các dòng smartphone này, máy ảnh DSLR, máy ghi âm hoặc là máy ghi hình. Ở phía đằng sau thì sẽ có hai công tác, một bên là cường độ âm thanh với âm 10 dB, 0 dB và 20 dB. Còn phía bên này là chế độ thu, sẽ có 3 chế độ thu là Super Cardioid, Lower Noise and Higher Sensitivity. Và cuối cùng chính là chiếc đèn LED của Vizim VL3. Đây chính là chiếc đèn LED RGB có thể đạt 3600 màu, giúp cho soạn hình của các bạn thêm nhiều màu sắc hơn, với chỉ số CI là 96 và nhiệt độ màu của nó đạt được là từ 3000K cho tới 6500K. Và chiếc đèn LED này thì sẽ sử dụng pin lithium và dung lượng của nó đạt được là 4500mAh. Còn bây giờ thì hãy cùng mình đi set up thử xem chiếc combo này như thế nào nhé. Cơ bản về bộ combo Photo City YouTuber Kit M3. Hiện tại thì sản phẩm đang có sẵn tại Kingcom Việt Nam ở 61 Ba Vân, phường 14, quận Tân Bình. Các bạn tới mua và trải nghiệm sản phẩm nhé. Đừng quên like và subscribe cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những sản phẩm tiếp theo. Bye!